Đây là mộ cậu Năm mọi người. Đây là chị Long. Thì chị Loan đang với anh Sử đang đứng để mà xem cái phần mộ cậu Năm. Thì cái này trước tiên là cho cái này nó cứng. Cho cái này nó cứng xong rồi mọi người thì sẽ mới gáp từ từ lên. Cho nó chịu lực á. Đúng không? Chịu lực từ từ á. Chứ không phải là một phát lên. Đúng rồi. Chịu lực từ từ. Cho nó khô. Cho nó chịu lực. Anh mới ập cái thùng. Ập cái thùng lên. Ập thùng lên cho em nghĩ tay nghỉ ập buổi sáng, buổi chiều nghỉ buổi chiều. Đúng rồi. Mới đưa cái bia. Cái bia mộ mà đưa lên một cái là đẹp tuyệt vời đúng không? Đẹp lắm á. Đẹp lắm á. Để anh em mình tranh thủ tí 15 hết. Đưa lên cái là đẹp lắm á. Đúng luôn nè. Đúng rồi đó, bữa nay là đúng là lên mộ rồi đó. Hôm nay là chính thức luôn. Chính thức là mộ cậu lên nha. Bữa hổm toàn là quay không à. Bữa hổm lại. Bữa hổm lại thôi. Bữa hổm là mình chỉ cẩu mộ thôi. Bây giờ là gấp mộ luôn nè. Giờ mới đúng là gấp mộ đó. Giờ cẩu mộ bữa giờ hết 2 tuần rồi giờ mới gấp mộ. Mà cẩu mộ nhiều nhất anh biết ai không? Mà sáng giờ qua viên cẩu ra một cái có 10 phút là tới rồi. Tháng này rồi. Rất là đông khán giả hiếu kỳ đến đây cô chú chị ơi để xem cái mộ cậu hoàn thành đẹp như thế nào. Tất cả các gì em cũng muốn là mộ của cậu đẹp với cô chú chị ơi. Đây đây. Cái đầu cậu đó. Tiếp nha, tiếp nha, bây giờ là đổ cát nha. Tiếp tục là vô rồi cô chú anh chị. Bây giờ là đổ cát đó nha, bảo đảm đổ cát lên cái học này nè. Đúng rồi, đổ cát lên chứ. Đổ cát lên cho nó giữ lại, cho nó giữ lại. Cô chú ơi, không biết là có đổ. Chỉ cái đổ này thôi chứ không đổ đâu. Đúng không? Đổ mẹ. Đúng rồi. Làm cả nhà mình đừng khỏi nói gì đó. Nói chung là vẫn còn thiếu 1 đến 2 xô bê tông nha. Xong bê tông này mới là đổ cát lên đúng không anh Vinh? Đúng rồi, xong bê tông này mới đổ cát lên. Cho nó giữ lại á. Giữ lại. Ở trong đây là đổ cát hết luôn. Tại cái lỗ âm dương mà tính là người ta tính trước ha, người ta đổ lên lỗ âm dương cho nó cao cao á. Đúng rồi, bê tông nó đừng có cái lỗ âm dương ở giữa.
Lát hồi chút xíu người ta sẽ xây cái lỗ âm dương ở giữa ta đưa lên. Quá là tuyệt vời phải không? Xây mấy cái cục đặt ở giữa lên. Ở phía trong là không có cần đổ cát. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Beautiful. Quá tuyệt vời. Cái gì? Tuyệt vời, tuyệt vời hết á. Anh Sử cười quá anh Sử. Đây là khăn chặn là cái gì cũng tuyệt vời hết. Anh Sử cái gì cũng tuyệt vời. Cái YouTube chưa có YouTube nào mà giống như trời ơi. Đẹp trai á. Nè, trước khi mà bạn muốn nói ai người nào, ok, là bạn phải hiểu là trước khi mà nổi tiếng. Ok. Tài tiếng. Ok ok. Rồi, bây giờ trước khi mình có tiếng sao hả? Nổi tiếng sao hả? Ờ, không phải, nổi tiếng trước đi rồi tài tiếng sau. Tài tiếng trước nổi tiếng sau cho. Không có anh Năng là ở đây buồn chết. À, quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Không có anh Năng là nếu sắp lớn ha. Chị kỹ luôn nha. À, cái cây của ảnh là dùng bê tông vô cho nó cứng, nó đặt ở trong á. Nó chịu lực cho nó... Nói chung ra anh nói hơn trời cho cái cây này là bây giờ mua bạc tỷ không bán. Ủa vậy? Trời ơi, cái cây này là ảnh đúc là biết bao nhiêu là cái mộ mà nhét tâm vô đây rồi. Hiểu không? Dễ gì cây đó không về mua đâu quá nữa. Mọi người ơi, dư chạo ra, chạo ra xong mới đổ cát vô ha. Mãi xác phải cái lỗ âm dương. Đúng rồi, nhét ta để ra là nó rồi cho xây cái lỗ âm dương. Nhét thì nó hoàn thẳng rồi đó, thấy không? Lát rồi là xây cái lỗ âm dương ở phía giữa cô chú chị cao lên. Rồi chị Loan em ơi. Chị Loan, con của cậu Năm Vũ Linh. Ở ngoài cũng ném luôn, như bê tông bao nhiêu là đổ vô trong nha. Cái này hơi đặc chắc là anh múc ra ha. Ủa hơi lỏng chứ hơi lỏng anh múc ra. Rồi đổ cái phần lỏng này nó. Ê Khang mày giới thiệu Hân Trần Vlog rồi vô coi. Múc ra bớt. Và đây là Hân Trần Vlog nè nha mọi người. Đó. Ừ, đứng bển cầm máy. Anh này là rất là kiểu rất là nhiều người yêu mến, tiếng nói giọng nói rất là mỗi lần ảnh like là em khỏi nói. Để dành anh nói thôi. Thôi bây giờ lấy chung đi em. Em lấy chung đi em. Qua rồi thì chắc có lẽ thì em kết thúc video tại đây nha mọi người. Livestream cũng hết mạng luôn rồi. Hết mạng luôn, hai điện thoại luôn rồi. Chào mọi người nha. Vô cũng không được mà coi không được thoải mái.